thấy niệm thầm vậy đó, giờ con đi hộ niệm ta con làm sao? Sao đấy, con hộ niệm mà làm thầm vậy ai nghe? Bây giờ nó không niệm, cái trời niệm ta mà niệm thầm vậy ai nghe? Thế gì phải gì phải đọc nói tiếp ra chứ, đọc niệm thầm tôi sao ta nghe được? Nhất là cái người bệnh đó, người bệnh là cái thần kinh còn yếu rồi, người càng đọc tụng mạnh rồi nó không nghe chứ, cái niệm thầm ai nghe đâu? Bị bắt buộc phải niệm ra tiếng à. Chứ nói thì tùy thuộc, khi nói đạo niệm có nhiều cái yếu tố lắm, mình phải tùy thuộc người ta. Người ta niệm A Di Đà Phật thì mình phải niệm A Di Đà Phật, chứ người ta thường ngày ta niệm A Di Đà Phật mình lên vô trợ niệm mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật ta đâu có chịu. Hay là ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật mình niệm cứ A Di Đà Phật ta đâu chịu. Thì tôi không xong gì chịu đợi niệm, mà ít ra là như vậy, mà còn cái dĩ nhiên là phải niệm lớn ra tiếp, chứ còn không đi tầm không có thể niệm ý trì được, không thể niệm thầm được. Cái gì hỏi tôi thì tôi cười thôi. Thì mình phải nghĩ như vậy. Thì ví dụ trợ niệm mới biết rồi, cái gì mình trợ niệm là làm là sao, trợ là phụ giúp thôi, rồi niệm sao mà niệm làm sao cái quan trọng nó luôn. Mình trợ niệm mà làm sao cho người ta quay đầu trở lại, người ta theo nghe theo mình, ta niệm Phật thì ta mới có kết quả. Mà trợ niệm mà ta không chịu nghe mình thì không có kết quả đâu. Thành cái vấn đề trợ niệm quan trọng nhất đó, không phải là trợ niệm mà chủ yếu là khai thị. Khai thị và mở gút cho bệnh nhân biết bệnh nhân họ còn những gút mắc thắc mắc nào mà giải được cái gút và mở gút họ thì tốt nhất. Chứ không phải là vô cứ niệm những thầy vô ví dụ vô mà niệm rồi cái này trì chú để đi thì chú thì kinh bắt giải thì tụng lụm lụm lắm đó, nó không ăn thua vậy đó, nó không phải không ăn thua nhưng mà nó không có hiệu quả đâu. Thì riêng ra đây có những cái ban trợ niệm đó, những mình đặt lên cái này. Còn cái vấn đề trời niệm cũng thế, vui từ nó luôn. Quý vị biết cái phương pháp Bô Hoa đó, phương pháp Bô Hoa đó là có người ta nhìn vô thẳng vô, dù ta dùng cái định lực của cậu đó tống cái thần thức cậu ra, đó là Bô Hoa. Dù quý vị sống dù sống mà dùng thần thức mà thần thức đang niệm, đó là một cách. Thì bây giờ mình trời niệm cái gì? Thì cái trời niệm tôi nghĩ tốt nhất đó là cái bằng trời niệm. Đi mình niệm Phật đó, không phải là đứng đó có niệm, mà có trời có đất mình niệm. Thì dùng tất cả thần lực của mình nhắm vào mặt của đức sự. Dùng cái thần lực mình đưa vào đức sự. Thì tôi thúc nó đưa cái thần thức của mình lên nổi. Chứ mà tôi thấy với những bằng trời niệm là ngầu cứ có trời có đất mình niệm A-Nam-mô giờ Phật thì qua không bao nhiêu lắm. Mình phải áp dụng một cái lối đó. Mình dùng cái thần lực của mình, cái đừng lực của mình mà lôi kéo cái thần thức của mình nha. Cái đó là con qua trần đêm tôi không dám nói nhiều, ít mà nói như vậy đó. Có một cô nói là bây giờ cái này một cô á, một sa di á, tốt niệm Phật đường. Cô nói bây giờ người ta kêu đi trụ niệm hoài làm sao, bây giờ con mới vừa nhập tâm mà ta kêu đi trụ niệm hoài mà không đi thì mình thiếu lòng từ, mình không có lòng từ, mà đi thì làm sao nuôi lớn cái nhập tâm mình. Thì cái đó mình phải linh động thôi, mình phải linh động thôi, khéo léo. Còn cái đó không thể trả lời sao được đó, mình phải linh động khéo léo. Nếu được thì mình dường lên người khác, chứ đâu phải bắt buộc mình đâu, đâu phải bắt mình trưởng ban mà đi đâu. Thì cái ban hội niệm luôn luôn có nhiều người, nếu mình đi không được thì mình dường lên cái người phó ban, là mình hứa là người phó ban đâu phải bắt buộc mình đi đâu. Nhưng mà cái điều quan trọng tôi nghĩ đó, riêng bản thân tôi nghĩ biết đúng hay không, nhưng tôi nghĩ là mình phải tự độ đó, tôi đàng hoàng rồi mới độ tha. Mà tự độ chưa được thì đừng nói độ tha. Thì tôi nói thẳng như thế. Nếu mà quý vị mà nhập tâm, mà quý vị đạt bất từ niệm sâu, định lực quý mạnh, thì cái sự trợ niệm của quý vị hiệu quả hơn. Dùng cái định lực của mình, dùng cái thần lực của mình mà nhắm vào đôi mắt của bệnh nhân, mà điều khiển cái thần thức của bệnh nhân niệm theo mình, gần như một cái thuật thôn miên. Mà cái thuật đó là thuật của tua đường sống vậy, mà ta dùng cái đường cái bóng tấm thần thức của qua đi đó. Điều huống hồ vậy là cái người mà sắp pháp hối đó thì họ yếu lắm, tinh thần họ yếu lắm, thì dễ điều khiển lắm. Cái đó là phần trải nghiệm tôi nhớ nó qua đây. Đây có câu hỏi kế tiếp của nó là
nhiếp tâm và nhập tâm có giống nhau hay khác? Khác mới hoàn toàn, khác hoàn toàn chứ không giống nhau. Nhiếp tâm khác mà nhập tâm khác. Nhiếp là gì? Nhiếp tâm là nhiếp là mình thu nó lại, gom nó lại, kéo nó về. Ví dụ mình nó dễ hiểu nên mình nhiếp cái nhãn căn mình, cái mắt mình ngó đâu mình kéo nó về, mình không có khó đi thì ngó bậy nữa các bạn, ngó ngay chỗ nào mình muốn rồi nhiếp. Mà nếu nó đúng như nhà thiền nhiếp đó là đóng kính, nhà thiền nó nhiếp lục căn là đóng kính hết 6 căn mình nhiếp. Còn tạm thời mình đóng kính không được thì là mình thu nó về, mình kéo nó về. Thì con mắt mình nó mình có đông, có tay, có trời, có này đó, thì mình sẽ quay ra lại, nhiếp ra lại cơ hình Phật, mình ngó dài Phật, còn nhiếp tâm, nhiếp nhãn căn mình vô cho hình Phật. Còn nếu mà mình ngó thì ngó đồng hồ, ngó có trường lưng thì đó là mình để cái nhãn căn nó thống đi đủ chỗ, thì mình thu nó về, kéo nó về, trở lại nhiếp căn, đó là nhiếp. Còn nhập nó khác rồi, nhập là vào, nhập tâm là vào tâm. Vào tâm có nghĩa là ví dụ câu A Di Phật đó, nó nhập tâm là sao? Khi mà mình niệm Phật á, mình niệm Nam Mô A Di Phật, A Di Phật á, mà niệm khơi khơi đó, không trong tâm không có, thì các chư tổ nói là niệm Phật ngoài da, có cái là miệng niệm Phật mà tâm không có Phật, hay là gọi là hữu khẩu vô tâm, đó là niệm Phật ngoài da. Còn muốn đúng ra đó thì chư tổ dặn là niệm Phật như vậy là ngoài da, không ăn thua gì hết đó. Thì muốn cho cái quả là trong tịnh độ thì niệm Phật ngoài da thì phải vô niệm Phật, vô trong thịt, vô trong xương, vô trong tủy mới là đúng niệm Phật. Ngoài da mà vô trong thịt, vô trong xương, rồi trong tủy. Thì thường thường thì đấy là cái đất đó là ba giai đoạn. Thì bây giờ quý vị nhập tâm đó, nhập tâm đó là quý vị không còn ngoài da nữa rồi, mà mình vô trong thịt, nhập tâm bất ngờ vô thịt, rồi quý vị vô sự nhất là quý vị vô xương, rồi quý vị vô lập tức lý nhất tâm bất loạn, hay là lên phần đầu là vô tủy, thì đó là cuối cùng là vô tủy. Thành ra quý tổ dù quý thầy á, tôi cũng bị thầy trụ trì quở một cái hồi năm 2000 đó. Thì thầy nói là thầy trụ trì quở tôi nói là Minh Tuệ niệm Phật ngoài da không à? Tôi mới nói với thầy, thưa thầy ngoài da là tốt, và thầy con sợ nó chưa ngoài da, nó còn ở ngoài đòn rừng còn ngoài rừng nhưng nó tới da cũng là tốt rồi, nó còn ngoài rừng thì cái chuyện đó. Thành ra nếu mà quý vị nghe mà quý thầy mà nói lên ngoài da là vậy. Còn Pháp Sư thì không, mới nói là mình niệm Phật thì là hữu khẩu vô tâm, mình niệm Phật mà tâm không có Phật. Thì trong ngày đó có một câu hỏi nữa là nhập tâm đó với đối với thiền nó nghe cái gì, bất tình niệm nghe cái gì? Tôi không biết nó nghe cái gì. Bởi vì theo sách vở nói đó, khi mà đạt được niệm Phật nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn ở trong kinh A Đà đó là nhất tâm bất loạn, nhưng mà chư tổ trẻ ra nhất tâm có hai phần sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn. Mà nếu mình tu tịnh độ á, thì trong sách tôi nói rõ là nó có ba cái cấp. Cấp đầu tiên đó, theo Hòa Thượng Thanh Tịnh, Hòa Thượng Trí Tịnh á, thì cái từng công phu thấp nhất là bất niệm tiền niệm, kế đến sự nhất tâm bất loạn, kế đến lý nhất tâm bất loạn, ba cấp. Bất tiền niệm, sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn. Nhưng mà Pháp Sư Tịnh Không á, thì khác đi, bắt đầu niệm thành một khối, sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn. Thành cái giai đoạn 2, giai đoạn 3 đó, sự nhất tâm bất loạn và lý nhất tâm bất loạn của Hòa Thượng Trí Tịnh và Pháp Sư Tịnh Không được đồng nghĩa, đồng tạo thái. Nhưng mà cái giai đoạn đầu thì Hòa Thượng Trí Tịnh với Hòa Thượng Tiền Tâm thì đó là bất niệm tiền niệm,
Nhưng mà thoát sự tịnh không thì thành một khối. Thì luôn tiểu tôi nói như vậy là bây giờ mới lấy đó từ sổ sách ra, nó thành một khối với bất tự niệm nó sao như thế nào. Giờ tôi định nghĩa theo pháp sư tịnh không, pháp sư tịnh không nó thành một khối đó, mà pháp sư nói là đã thành nhất phiến đó, hay đã thành nhất phiến thôi, thành một khối, thành một mảng đó, một phiến đó, ba từ đó là một nghĩa, là 24/24 không có vọng niệm. Biết như vậy làm sao mà 24/24 không có vọng niệm thì mới đạt được thành một khối. Mà theo pháp sư Tịnh Không nói trong cái luận vãng sanh á, thì khi một thành một khối vậy đó thì quý vị tự tại vãng sanh. Trong này có một câu hỏi hỏi giờ làm sao mà tự tại vãng sanh, thì trả lời theo pháp sư Tịnh Không á, thì muốn được tự tại vãng sanh á thì phải đạt được niệm Phật thành một khối, hay thành một phiến, hay thành một mảng, ba từ nó giống nhau. Đó là theo cái định nghĩa của pháp sư Tịnh Không. Nhưng mà theo định nghĩa của Điều Trị Đại Sư tổ thứ 8 đó, muốn của Hòa Thượng Trí Tịnh cũng thế, muốn được tự tại vãng sanh đó, trước tiên tôi nói thế nào là tự tại vãng sanh. Tự tại vãng sanh có nghĩa là mình muốn sống là sống, muốn chết là chết, muốn sống giờ, muốn chết giờ nào, muốn chết thâu thần nhập diệt đi giảng sanh, muốn giảng sanh đâu cũng được, muốn Tây Phương về Tây Phương, muốn Đông Phương về Đông Phương, muốn Đông Phương gặp Đông Phương, tự tại muốn đi đâu cũng được. Và lúc đó đó theo như kệ niệm Phật Hòa Thượng Thích Tịnh đó, thì gọi là đại Bồ Tát rồi, được sáu phép thần thông, đắc thần thông mà ngang với thiền. Bây giờ tôi nói ngang với thiền đó, minh tâm kiến tánh đại triệt đại ngộ, đó là mấy tự tại pháp sanh. Tôi trả lời câu hỏi đang hỏi rồi thành tới đó nó đi ngang với thiền, và câu hỏi là hỏi rồi bà hỏi về bất tự niệm nó ra cái gì đó, quý vị đang mới hỏi nó vậy thì tôi mới nói là cái đó là lý nhất tâm bất loạn, còn nó thấp hơn là sự nhất tâm bất loạn. Thì sự nhất tâm bất loạn đó thì theo như Liên Trì Đại Sư tổ thứ 8 đó, ngài nó muốn đạt được sự nhất tâm đó rồi thì mới đoạn trừ hết kiến hoặc và tư hoặc thì mới đạt được nhất tâm bất loạn sự, chứ chưa được lý nữa. Mà sự nhất tâm bất loạn đó thì ngang với thiền là đắc định, chưa phải đại triệt là còn mà đắc định thôi, ngang với thiền. Và nếu mà tu theo tiểu thừa đó thì đắc quả a la hán. Bởi vì tại sao? Khi đó diệt trường tham sân si là diệt trường tham sân si không còn nữa, diệt hết tham sân si tam đọa không còn nữa, thì mới được gọi là sự nhất tâm bất loạn. Đứng về mặt tịnh độ thì nói là nhất tâm bất loạn, nhưng mà có, nếu mà quý vị tu theo Bồ Tát hạnh á thì không có nói là niệm Phật tam muội, sự niệm Phật tam muội, lý niệm Phật tam muội. Thì tôi tóm lại, nếu mình người tịnh độ tông á, thì gọi là sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn. Mà Bồ Tát hạnh á, như Bồ Tát thì tu niệm Phật tâm muội, sự nhất tâm niệm Phật tâm muội, sự niệm Phật tâm muội, rồi lý niệm Phật tâm muội. Hai cái gì thấy đâu, thành thành niệm Phật tâm muội với nhất tâm bất loạn là đồng nghĩa, không phải đồng một trạng thái mà khác từ thôi. Bây giờ rồi bất tự niệm, bây giờ quý vị hỏi bất tự niệm nó ở ngang trường, ngang chỗ nào, ngang là tiền chỗ nào, và nhập tâm ngang chỗ nào, thì tôi xin thưa là không biết. tôi không thấy sách nào nói cái ngang chỗ nào đó, không thấy ngang chỗ nào là tôi biết, nhất là bất tự niệm thì tôi lại càng không biết nữa. Bởi vì Hòa Thượng Tư Tỉnh nói là từng con phố thấp nhất, chứ không có nói là ngang chỗ nào, tôi không dám nói chỗ nào. Còn nếu mà nói nhập tâm ở ngang chỗ nào, tôi là càng biết, bởi vì nhập tâm tôi muốn cảnh giác cái gì tôi đặt ra để mà những cái trạng thái đó thôi. Thành hỏi ngang chỗ nào thì chỉ trả lời vì là không biết. Rồi, có gì nữa? Kế đến câu kế.
cái câu câu này nữa, nói là bây giờ nếu con đặt bắt nhập tâm rồi con làm sao nuôi lớn, thì đó có đâu có gì đâu, cũng vậy thôi à, cũng cái gì cũng nghe nói cũng niệm Phật vậy thôi à. Bởi vì tổ nói sao, tổ nói là một câu Phật hiệu thành Phật còn có dư, thì từ sơ cơ cho đến nhất tâm bất loạn, sự sự nhất tâm bất loạn lý nhất bất loạn đều là của một câu niệm Phật thôi. Chỉ có trong 13 vị tổ, chỉ có vị tổ thứ 8 là Điên Tỳ Địa Sư đó, ngài Vân Thê hay là cháu Hoằng đó, cháu Hoằng Vân Thê Điên Tỳ Địa Sư là một, thì ngài nói là nếu đọc sự nhất tâm bất loạn rồi đó, muốn lên lý nhất tâm bất loạn là phải quán, phải tu quán mới đạt được lý tâm, phải quán. Nhưng mà những vị tổ khác thì không nói phải quán mà cứ niệm Phật thôi. Thì bây giờ cũng thế, từ mình cái câu niệm Phật, mình niệm Phật không mà nó lên tới sự nhất tâm, tới cả lý nhất tâm rồi cái câu niệm Phật, huống hồ giờ mình vô trưởng bất chấp tâm cũng không niệm Phật à, câu Phật hiệu không có gì hết á. Thấy quý vị bây giờ nhổ đầy rồi. Một câu nữa nói tôi là bây giờ con nhập tâm rồi, không phải nhập tâm mà con đạt bất niệm niệm rồi, bây giờ trong tâm tôi cũng niệm ai về Phật lúc nào cũng nghe niệm rồi, thì giờ con có cần niệm nữa hay không? Trong tâm rất là niệm rồi, lúc nào nó cũng niệm được, giờ có niệm hay không? Thì tôi nói dễ đó, nếu mình muốn đứng dựng đó thì mình đứng đó thôi, đừng niệm nữa, đứng dựng. Còn nếu mình muốn nữa lên nữa thì mình phải tiếp tục quân trưởng, mình ra sức mình quân trưởng thêm nữa lên. Nếu mình nó ở đó như là đủ rồi thôi, như đây đủ xài rồi, đủ rượu khoảng thời không cần nhiều nữa thì thôi đừng cần niệm gì nữa, để đó niệm đó. Còn nếu mình muốn lên nữa mình muốn lên sự giết tâm độ lên lý rồi thì mình phải buôn với công phu hạ thủ, phải buôn tập thêm nữa, ai về Phật thêm nữa. Rồi dĩ nhiên là vậy thôi, đâu có gì ra lời đâu. Rồi mấy cô hỏi là bây giờ nó niệm nhanh quá mà con làm sao con niệm theo nó, niệm ai về Phật đâu có bắt buộc mình niệm, nó niệm mà mình niệm này niệm, nó niệm là nó tự nó phun trưởng đó, thì mình cũng cứ a di đà phật, a di đà phật cầm rồi vô, rõ ràng là như vậy. Mà cái này lâu lắm tôi cũng đã bị rồi, từ năm 2010 tôi cũng nghĩ vậy đó, nghĩ ban đầu tôi nghĩ mình giờ nó niệm đâu mình đâu cần niệm đúng không, nó niệm rồi. Nhưng mà thật sự sao tôi thấy tôi không tiến nổi, mình cái nó niệm đâu mình niệm đâu, thật sự là vậy đó, nó có tiếng mà chậm lắm. Thì bây giờ muốn tiếp nhanh thì mình cố gắng mình quân trưởng thêm, bởi vì mình còn đi lên mà, mình còn đi lên. Bởi vì cái bất tự niệm rồi, bởi vì sau này đó thành cái bất tự niệm, nó nói như thế này là mình phải nghe luôn trong suốt thời gian mình ngủ, mình thức, mình một ngày mình thức bao nhiêu tiếng là mình nghe đủ bao nhiêu tiếng đó, 15, 17, 20 tiếng, 21, 23 tiếng phải nghe đủ mà ngủ mất. Nên bây giờ đó cái bước kế đến là coi là bước kế đến là phải làm sao mình niệm, làm sao mình ngủ mình vẫn nghe, thì tới đó mới 24 đó, thì đó tôi mới từ đó cái này tôi mới đặt ra được á. Bây giờ lỡ đọc cái niệm rồi thì tôi đặt bất niệm sau cái mà tôi đặt sau để làm gì, sau để làm sao mà suốt đêm mình thức ngủ mình cũng nghe, để làm cái gì, 24 để ngang với thành phố của Pháp Sư Thượng Trong, thì đó từ đó tôi mới xếp là bất từ niệm sau là niệm Phật thành phố Pháp Sư Thượng Trong, rồi từ đó sau là giống nhau. Nhưng mà cái sở dĩ Minh Tuệ theo không phải Minh Tuệ đặt đâu, từ cái bất từ niệm mà Minh Tuệ theo có tổ Thiền Đạo. Mà nếu mà thật tình mà nói đó, nếu quý vị mà từ chưa sơ cơ mà quý vị bước lên thành một viết một khối đó, bước không nổi, vô không được, thành mình bước từ bước thấp từ lên. Thì giờ bây giờ nhập tâm thấy dễ phải không, đỡ rồi mình nhập tâm rồi lên bất tình niệm, rồi bất tình niệm rồi mất ngày thôi đêm như thì giờ đặt thêm bất tình niệm sau nó ra cái thành một khối. Mà thật tình mà nói thì mình đặt, nhưng mà thật sự nếu mà đi sâu vô rồi tất cả những cái điều được rồi là giả hết đấy. Phải không? Mình đặt nó ra thôi, có gì đâu, đặt để mình hiểu cho thôi chứ đâu có gì đâu mà phải chấp đó. Người Nguyễn là người tỷ yêu Hòa Thượng Tí Tịnh nói như thế này, Hòa Thượng Tịnh không nói, thì khi mà mình thấy cái nào được thì nếu nói chung quy đó, thật ra tất cả những từ đều là giả, không có nào thật hết, mà dòng cứ thế thôi.
Nhưng mà giờ mình đặt ra để mình hiểu vậy thì mình tu có sao đâu. Cái đó là tới đó, tu nó thiệt cái tu đó. Đây. Bây giờ hỏi là với thầy, giờ con đã có mất niệm rồi, ba má con mất rồi, con muốn cầu siêu, con làm sao? Cầu siêu hả? Cầu siêu thì dễ lắm. Thì quý vị đến chùa nhờ quý thầy tụng kinh cầu siêu. Nhưng mà Ấn Quang Đại Sư nói rõ ràng trong Ấn Quang Văn sao? Không có cái gì hơn là cái niệm Phật A Di Đà hết rồi mà hầu hước công đức hết đó. Theo thông lệ là muốn cầu siêu cha mẹ mình, đúng rồi. À con hỏi nữa, con tụng kinh Địa Tạng hay tụng cái Di Đà? Giờ con phải tụng kinh Địa Tạng cái Di Đà. Mỗi kinh tốt khác nhau. Nó kinh khác cái Địa Tạng. Thật tình mà kinh Địa Tạng á, tôi cũng không đành lắm. Nhưng mà thật tình cái Địa Tạng là gì? Là ngài Địa Tạng Bồ Tát, là ngài người nào niệm lấy danh hiệu ngài thì không xa địa ngục. Thế tao à, phải không? Ngài đứng trước địa ngục, tất tạo địa ngục, niệm lấy danh hiệu ngài là đứng niệm như ngài là tới cửa địa ngục, cũng không cho vô địa ngục nữa. Niệm như ngài là không xa địa ngục, mục đích vậy thôi. Giờ tụng kinh Địa Tạng làm sao mà giảng sanh, mà cầu siêu, mà cầu siêu làm sao Địa Tạng được? Đó là Địa Tạng, tại sao? Tôi nói tại sao rồi, tám mã tăng nào là vô mấy thầy vô tụng cái Địa Tạng hết trơn rồi. Đừng đóng cửa địa ngục đó đó. Không? Để sợ đúng xa địa ngục, tới sao đóng cửa địa ngục á, rồi mấy con cái Di Đà cho giảng sanh. Bây giờ hỏi vô con cầu siêu cha mẹ không chết, cầu siêu tụng kinh vào thầy Địa Tạng Di Đà. Thì dĩ nhiên là đâu có tụng kinh Địa Tạng đâu. Còn kinh Di Đà như vậy. Kinh á, thì quý vị đọc kinh với kinh nào quý vị phải hiểu một cái bộ kinh nó có tôn chỉ riêng của nó, tôn chỉ kinh nó như thế nào. Trong kinh Di Đà đó, trong nguyên đọc cái bộ kinh đâu có nó có chỗ nào là tụng nó được siêu tăng đâu, phải không? Chúng bộ kinh Di Đà là bữa mình chấp trì danh hiệu một ngày bảy ngày được như vậy thôi. Tất cả bộ kinh khuyên mình nên khuyên hết Đức Phật Thích Ca bốn lần, khuyên mình phát nguyện giảng sanh và kêu mình niệm Phật A Di Đà. Tông chỉ của bộ kinh Di Đà là như vậy chứ đâu có chỗ nào là nói cái gì tụng kinh Di Đà mà giảng sanh đâu. Nhưng mà tôi chỉ nói vậy thôi, còn cái chuyện quý vị tụng sao ví dụ thì tôi nghĩ quý vị thôi. Mà Ấn Quang Đại Sư cũng nói là dù cái gì cũng không bằng niệm Phật A Di Đà hết á. Niệm Phật A Di Đà hồi hướng công đức đó. Còn nếu mình cần nữa thì mình làm Phật sự để lấy công đức đó hồi hướng cho siêu thăng. Nói ra là vậy. Còn nếu mà hỏi tụng kinh nào thì tôi không biết, tôi chỉ phân tách vậy thôi. Nhưng quý vị thấy rồi, còn tụng kinh nào thì tùy quý vị. Bây giờ câu nữa. Câu là: thưa thầy, nếu mà con nhập tâm rồi, con ra rồi, con có cần phải mà tụng kinh sám hối không? Cái câu này cũng khó. Và nếu mà nói là để đưa đọc kỹ rồi thì bây giờ có nên tụng kinh sám hối hay không?
tùy, cái đó thì tùy, nó cái khó là chùa đang tổ chức là ngày thứ năm phải tụng kinh này sẽ mối thất bại của mình lắm thôi. Và bây giờ hỏi tôi là bây giờ con nên tụng hay không, thì cái chuyện đó chùa tổ chức như vậy là tùy, để chung cho đại chúng, người nào thấy cần thì sám hối, không lời thì cũng nên lên tụng sám hối. Còn nếu quý vị trong thời gian mà quý vị cần quân tập, quân trưởng với mức chặt tâm đó, thì thời gian đó mà để đi tụng kinh sám hối á, thì tôi nghĩ rằng ở nhà niệm Phật vẫn hơn. Vì rằng Kinh Quán Lộ Thọ nói rõ ràng, niệm một câu A Di Đà Phật diệt tội 80 ức kiếp trọng tội sinh tử thì là sám hối rồi, là sám hối rồi. Niệm một câu A Di Đà Phật diệt 80 ức kiếp trọng tội sinh tử, không phải sinh tử mà trọng tội, tội lớn thì là sám hối rồi. Đâu phải mà đi tụng kinh sám hối nữa. Nhưng mà tại sao, hỏi tại sao các chùa tụng có, chùa thì tùy thuận chúng sanh, tùy thế đại chúng, những vị đó họ không chuyên tu, họ không niệm Phật thì họ đi sám hối là tốt thôi, phải không? Chứ mình không thể nói là nên không nên đó nè, mà tùy theo mỗi người, phải không? Và một cái vị trong bao nhiêu là tôi quên tên cái vị đó rồi, người nói tất cả cái sám hối lương hồng danh sám, lương hoàng sám, thủy sám, sám từ đi sám, tất cả cái sám hối nào mỗi sám hối trừ được một cái tội, một loại tội, không trừ hết tất cả các tội, chỉ có câu A Di Đà Phật là diệt tất cả các tội. Hòa thượng Tịnh Không nói thầy đó rõ ràng là vậy, lương hoàng sám diệt có loại tội nào, hồng danh sám là thế nào, thủy sám thế nào, từ bị sám diệt mỗi một rồi sám hối, chỉ sám hối diệt trừ một phần trăm mà lỗi rồi, chỉ có câu A Di Đà Phật là diệt tất cả các tội lỗi, diệt tận gốc hết tất cả tội lỗi. Thì tại sao mình không niệm Phật mình nói chờ niệm Phật chết hơn cái đó là nó như vậy. Cái này là tôi chỉ phân tích thôi, còn cái chuyện đi hay không ở thì là tùy quý vị, chứ tôi không có lời khuyên nào hết á. Chứ không phải là Minh Tuệ nói là Minh Tuệ biểu bỏ chùa đừng có đi sám hối gì đâu, thì nó không đúng. Nói người đó không có chiêu tu, họ tạp tu mà họ vẫn được bắt đi dẫn họ vẫn nhập tâm thì sao, cái đó là bình thường đó. Tôi kể câu vị nhiều câu chuyện cho quý vị nghe rồi, có nhiều cặp lắm chứ không phải một cặp, nhiều cặp vợ chồng lắm. Đi chùa Từ Lực nè, ông chồng mà chở bà vợ đến vô trong đạo tràng chùa Từ Lực tu niệm Phật, còn ông chồng thì cứ đi ngắm cảnh, đi dùng đó mà không có vô tu, đi nói chuyện với mấy thầy nói chuyện này đó quá không vô tu. Rồi sau khi bà vợ học cái pháp với Minh Tuệ về mới hướng lại dẫn với ông chồng, ông cũng vậy thôi, cũng không. Rốt cuộc rồi đó, ông chồng nhập tâm trước đó. Nhập tâm trước hỏi sao? Thì nó có hai cách. Hai cách là trả lời. Thì có một cách đó, là ông chồng nó ông mật tu mà không biết. Ông âm thầm ông tu mà ông đâu có nói vợ biết. Ông bà vợ thì ra ngoài hiện trước bà tu lắm mà ông chồng ông mật tu, bà vợ không biết. Thành ra nghĩ là ông này không tu, nhưng ông mật tu, ông âm thầm ông tu, ông lộ vẻ thôi. Cách thứ hai là tuy rằng thấy ông tu chơi vậy, nhưng mà cái lu nước ông đầy sẵn rồi, gần đầy rồi, ông nhỏ sơ thì cũng tràn. Còn lu nước mình nó lưng mình đổ quá trời đổ mà nó không lên, vậy đó. Tôi sẽ trả lời mà nhiều cặp như vậy. Có một cặp mà thực tế tôi nói như vậy đó, nói thực tế nè, ông chồng chở bà vợ lên chùa Từ Lực để bà vợ nhập thất định tu một tuần, và bà vợ tu rất tốt, mỗi một ngày đó ở nhà đó tập hành
công phu 8 tiếng đồng hồ. Ngày nào cũng 8 tiếng thôi, 4 thời 8 tiếng thôi, rất tốt. Ông chồng chở bà vợ lên đây tu, lên chùa được không? Xong đàng hoàng là thầy ráng làm ơn thầy độ ổng giùm con. Tôi nói là đưa làm sao, xong đàng hoàng, nói là đưa ra. Ổng đem đồ đạc cho bà, cho cô nó đem vô cốc rồi đàng hoàng hết, chú ở đàng hoàng rồi. Tôi nói giờ đây bắt lên nói chuyện tôi, lên mà. Lên nó nói sao, sao chế độ cũ, làm sao, nói tại là quân địa chi binh thôi. Ổng có gì đâu. Tôi là chứ được cũng bán làm gì sao rồi trung tá đâu thiếu tá là sao giặt sao rồi nói chuyện chứ cả mấy tiếng hồ đó vấn đề với mình không có nói gì đâu á. Rồi nói một lát đời được tới bây giờ sao mà cổ thằng phiền bác chi ông tu rồi nói đó thế thì tu gì đâu thầy tu dễ mà bây giờ thầy chỉ sao có tu mau lắm. Ông thầy về muốn chủ bằng đầu tôi muốn nói đạo á, nói rồi quân địa chi binh thôi đi đánh chặn sao đánh dần sao rồi sao gì nói gì ông vô địa bậc hai nhà nhập tâm trong lúc bà vợ còn đưa tu rồi đương nhập thất nó ba ngày tôi nói bà vợ ông nhập tâm rồi thiệt ở đây đến đó bây giờ kêu điện thoại vợ ông á hai ngày à không tu. Nghe tôi nói bây giờ cô thấy không? Ổng nhập tâm rồi đó. Thiệt hả thầy? Tôi nói thiệt bây giờ cứ kêu gọi vậy đi. Kêu về mà hầu ổng nhập tâm đó tôi là thầy đừng nói cho bà biết. Tôi không nói đâu. Nhưng mà tôi xuống tôi nói bây giờ ổng nhập tâm rồi đó. Mà cô về cô tu một tuần lễ mà cô không nhập tâm cô về rồi mũi lòng quá ổng này đâu. Cô kêu về. Kêu về đó. Ổng nói nhập tâm thiệt. Bây giờ cổ giờ làm sao đây? Cổ liệu á. Bây giờ làm sao giờ? Bây giờ con xiết rồi thầy, con xiết liệu con làm cái gì? Tuần lễ sao con nhận tâm? Trong lúc đó con tu mấy năm không nhận. Bởi vì cái đó là sao? Một cái quyết tâm cao. Cái quyết tâm cao. Tôi nói bây giờ đó ở cô đem ổng lại cô gửi cho tôi mà giờ ổng hai ngày ổng nhập tâm ổng kêu cô đó cô vậy mà giờ cô mà ở đây mà một tuần lễ mà ổng nhập tâm thì cô về cô nói thẳng với ổng bây giờ thì cô hỏi giờ làm sao thầy thì cô làm sao cô làm đi thì xếp tuần lễ nhập tâm rồi tôi mới thấy rõ ràng rồi tôi nói rõ ràng là cái quyết tâm tôi hiểu câu chuyện nó kể ra mình quyết tâm mà thì có cái kiểu đó cả rồi có nhiều cặp vợ chồng nữa lắm có một cặp vợ khác cô thôi tôi nói cặp nữa thôi cũng có thứ ba khác nữa cũng vậy đó. Tôi hướng dẫn ông chồng thôi mà ông chồng chưa hề nói chuyện với tôi lần nào hết qua điện thoại tôi hướng dẫn qua điện thoại không ở tiểu bang đường bắc á qua điện thoại còn cái thứ mà tôi hướng dẫn bà vợ tu trên qua điện thoại rồi bà vợ hướng dẫn ông chồng tu trong hướng dẫn trong mấy tháng hai ba tháng vậy đó cái bà vợ nói thầy ơi ảnh nhập tâm rồi thầy thôi nhập tâm cho nói vậy thôi mà giờ thầy nói chuyện không nói chuyện rồi đó là nhập tâm hướng dẫn lại ông chồng nhập tâm rồi cô hỏi tôi bây giờ sao thầy thế đi sao có làm sao có làm bây giờ cái tôi nói bây giờ cô muốn nhập tâm phải không cô đóng cửa nhập thất cho tôi nói chuyện với ông đi với chú đi nói chuyện với chú xong rồi tôi nói bây giờ vậy đó thì bây giờ chú muốn cho cổ mà nhập tâm thì chú nấu cơm chú làm ăn chú rồi chú hộ thất cho cổ đóng cửa cho con nhập thất cho tôi có thất cũng nói được rồi con làm chứ đưa cho cô đi nghĩa là nấu cơm gì ổng làm hết chứ cổ cho tuần lễ sao vô thế cái nó rớ ra như vậy rồi nhưng mà thật sự cái chuyện đó không phải gì đâu là người ta lu nước ta sắp đầy rồi cái chú nuôi nước sắp đầy về nhỏ chú sắp đầy thôi đó là một thứ hai là cũng nhờ gọi là tăng thượng duyên nếu không có dịp thì để gì không bao giờ nó vô thầy thấy không cái thừa tăng thượng duyên cái duyên giúp cho thằng duyên tăng thượng duyên thì cái tăng thượng duyên cho ông chồng là bà vợ hướng dẫn ông chồng rồi cái tăng thượng duyên của bà vợ là ông chồng ổng nhập tâm rồi làm cho bà vợ bà tự ái bà lo lắng rồi nọ tăng để mà thượng duyên cái tăng thượng duyên giúp được mà nếu mà không có chuyện đó thì hai ông bà không nhập tâm thế hai người thì cái tâm tự duyên nó rất quan trọng.
hôm đó ở đây nó xin lỗi mấy con chứ là được. Dạ thưa thầy. Dạ thưa thầy. Dạ thưa thầy, bên nữ nhập tâm nhiều quá, sao bên nam không có người nào vậy thầy? Con mới vừa ra cửa. Không, nó có một nam. Có 16 người đâu có một nam. Muốn nhập tâm 2 tuần lên tu viện tu. Đúng lên rồi đó. Đúng lên đó. Rồi, từ đó nói. Dạ, dạ. Câu hỏi là bí quyết nào để nhập tâm? Muốn nhập tâm cái bí quyết đó chỗ nào? Nếu nói về bí quyết thì dùng đi thì nó cũng nặng nề quá mà tôi cũng không dám nói sao, nhưng mà tôi nghĩ gì. Người tu thì trước tiên là phải có tính, mình có tính, có tính, tính làm đầu, tính đầu thế. Thì trong pháp môn tịnh độ là tính nguyện hành thì phải có tính. Và tu tất cả pháp môn nào cũng thế, mà mình không có lòng tin thì mình không thành tựu. Mà mình muốn tu bất kỳ pháp môn nào, mình phải tin là mình thành tựu thì mới thành tựu nổi. Quý vị tu muốn đạo bất lợi địa thì ít nhất phải tu tin rằng cái pháp này đúng, mình có thể đạt được, mình đạt được thì mình. Mà nói tin cái pháp đó, nghi ngờ pháp đó và mình nghĩ rằng mình không đạt được thì khó mà đạt. Đó là lòng tin là đầu tiên đó. Rồi tin rồi chưa đủ, tính nguyện hành, rồi cái hành. Mà hành thì thế nào? Thì đối với Minh Tuệ đó, thì muốn có vậy phải có một quyết tâm cao. Quyết tâm cao là quyết tâm là đạt cho bằng được. Đạt bằng được là quyết hết tất đề nghiệp, tất cả mong sang bằng mọi chướng ngại, mọi chỗ duyên, cái gì sang bằng hết. Để mà quyết đạt cho được, có quyết tâm cao. Còn nếu không có quyết tâm thì khó lắm. Bởi vì người ta nói đường đi khó, không khó gì ngăn sông cách núi, mà khó gì lòng người ngại núi e sông. Thì cái điều quan trọng là mình phải có quyết tâm cao. Đơn giản thôi, đơn giản thôi. Đó là về điều kiện gì về việc bản thân của mình. Còn về pháp thì Liên Trì Đại Sư tổ thứ 8, ngài nói rằng bí quyết của niệm Phật là niệm nhiều. Đó, tổ nói là bí quyết của pháp môn niệm Phật là niệm nhiều. Nhiều ở đây mình phải hiểu là nhiều thời gian và nhiều câu. Nếu mà niệm nhiều câu không đó cũng chưa đủ. Mà nhiều câu có mỗi câu mà phải cho nó câu nào nó chắc câu nấy, câu nào cho nó hay là nói thẳng là niệm đúng pháp. Miệng niệm thì tai phải nghe, tâm phải nghĩ. Hay là miệng niệm Phật thì tâm phải có Phật. Hay là nói là miệng ở đâu tâm ở đó thì niệm như mới đúng. Mà nhiều mà kinh nghiệm cho thấy đó, niệm nhiều, nếu mà quý vị nhiều không mà thời gian ngắn quá thì cũng không đủ sức mà nhập tâm, hay là không đủ sức để mà đạt định. Do đó rồi mà trong cương cuốn niệm Phật đạt bất niệm thì niệm bảo đảm văn sanh, thì tôi có nói rằng người nào cố gắng một ngày niệm một thời 6 tiếng đồng hồ liên tiếp đi tục vậy không dùng niệm thì một tuần lễ sau nhập tâm. Nhưng mà qua năm 2012 đến mình hiện ra là cái pháp niệm Phật thể máu ấy đó, thì tôi kinh nghiệm lại tôi thấy không cần 6 tiếng mà 5 tiếng thôi. Sách đầu nó 6 tiếng một tuần lễ, sách sau tôi nói 5 tiếng mà 2 ngày. Mà không phải là Minh Tuệ nói đó, mà qua kinh nghiệm thấy những người làm được như vậy thì là chập tâm. Những người có đến đôi khi người với điều kiện 5 tiếng đồng hồ đó là không có vọng niệm, chứ phải 5 tiếng vào mà ngồi tại chỗ mà có vọng niệm thì coi như hư. Dĩ nhiên là trong 5 tiếng đồng hồ tôi nói cái này kinh nghiệm đó mà nói đó, thì ở tu viện đó đến đó Minh Tuệ nói rằng không cần phải ngồi bán già, không phải cần ngồi kiết già, không phải ngồi gì hết, cứ ngồi một cách tự nhiên, ngồi trên ghế được, mở trường nằm cũng được. Mà làm sao
Niệm Phật không xen tạp, không gián đoạn, kéo dài 5 tiếng đồng hồ liên tục. Thì quý vị nó nói rồi, mắt đi vệ sinh làm sao? Tiếp ngồi là phải vệ sinh. Đi vệ sinh thì cứ đi vệ sinh, nhưng mà vẫn giữ câu. Khi mình ngồi tại chỗ thì nghe máy, chắc cái máy vẫn đi vệ sinh, vẫn đi vệ sinh, giữ câu niệm Phật liên tục không xen tạp. Mà kinh nghiệm nhiều người, ở đây có những vị ngồi đây rồi, bắt đầu vô trí đắc được không? Nửa tiếng đồng hồ thôi, là dòng niệm thôi ra. Nhưng mà kệ đó, cũng cứ niệm cho đủ 5 tiếng đồng hồ. Thì trong thời gian 5 tiếng đồng hồ có nhiều lần dòng niệm xảy ra. Nhưng mà có thể là những đầu của ngày đầu có thể 5 lần, 7 lần. Nhưng mà lần lần cũng 5 tiếng đồng hồ đó mà cái dòng niệm nó xảy ít lần ra 3 lần, 4 lần, 2 lần, 1 lần. Đúng không? Thì có nhiều người một lần. Có những vị nên bây giờ có những vị ngồi đây nè, bây giờ tôi đến tôi mà ngày tôi thăm lần hai lần, bây giờ tới đâu rồi, à, 2 tiếng một ngày, 1 tiếng một, tôi 2 tiếng ráng lên 3 tiếng, lên 4 tiếng, lên 4 tiếng, lên được 4 tiếng rồi, bây giờ 4 tiếng được rồi là 5 tiếng lên được, mà 4 tiếng không dùng niệm được rồi 5 tiếng thì làm sao lên 5 tiếng? Tôi nói 2 ngày nhập tâm, được 2 ngày nhập tâm, nghĩa là sáng rồi không biết làm sao, sáng 5 tiếng còn 1 tiếng, thức dậy mấy giờ không biết, mà làm sao niệm đủ 5 tiếng rồi biết ăn cơm. Thí dụ là 7 giờ thì nó tới 12 giờ mới ăn cơm. Thì không nếu muốn ăn cơm sớm thì được 6 giờ, 11 giờ ăn cơm. Rồi chiều cũng 5 tiếng liên tục vậy. Còn ngoài cái giờ mà niệm đó, gọi đó thời đó gọi là thời khóa. Còn ngoài giờ niệm đó thì vẫn niệm nhanh, nó vẫn để nghe liên tục. Còn cái thời khóa thì phải niệm chậm, có là niệm một câu, ngưng một câu, niệm một câu, ngưng một câu. Tại sao ngưng một câu, mà niệm câu để mình có đủ sức mình niệm. Chứ mình niệm ai gì là phạt cả giờ, phạt cả giờ, phạt 5 tiếng một hồi làm sao niệm nổi. Nhưng mà kia coi như 5 tiếng bây giờ mình niệm có 2 tiếng rưỡi vậy. 2 tiếng rưỡi mấy cái niệm. Mà mình đi kéo dài thời gian vậy. Thì nếu mà nó bí quyết á, thì rồi nó bí quyết ở chỗ đó. Mà nếu nó thêm cái nữa. Cái tại sao mình để nó là khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mà nếu quý vị chồng nghe máy mà nghe A Di Đà Phật, ví dụ như mới khởi tâm niệm A Di Đà Phật, thì nghe chữ Phật rồi mình mới khởi tâm niệm A Di Đà Phật. Chữ Phật chứ ai nó có khoảng trống, quý vị đồng ý không? Nghe mình nghe tiếng Phật rồi, mình nghe tiếng Phật mình mới khởi tâm niệm á, thì nó phải mất một khoảng trống. Do đó mà tôi mới nói là bây giờ đó, mình không nghe tới chữ Phật, mình tới tiếng Đà là mình bắt khởi công mình niệm đi. Mình bắt đầu mình niệm đi thì mình tới chữ Đà khởi tâm niệm thì bán ra chữ Phật thì mình lên chữ A mình viết liền nhau, nó không có cái hở, không có chuyện. Đó là chú thứ nhất. Cái thứ hai, mục đích là như vậy là để bắt buộc quý vị là phải theo dõi để mình nghe ngay chữ Đà. Mình nghe mà lắng mà nghe chữ Đà để mình niệm. Còn nếu mình không theo dõi, mình không nghe chữ Đà, nghe chữ Phật, mình lơ là đi thì nó sẽ cái hở, mà cái hở thì một niệm ra ra. Thì cái đầu như vậy mà cái đuôi cũng thế, cái chữ Phật của mình nó phải nối liền chữ A. Mà nếu mà thí dụ mà cái tiêu chuẩn mà ta đưa một khoảng cách như vậy thì cái khoảng cách nó không cố định. Nếu mình thấy mình còn hở thì mình niệm kéo dài ra chút, mà nếu thấy mình niệm mà chữ Phật của mình nó chồng chữ A thì mình niệm nhanh lại chút, tự mình điều chỉnh đó. Đó là nhiên. Nhưng mà trên thực tế mình thấy là mặc dù cái khoảng cách tôi thí dụ như mình niệm A gì mà 2 giây đồng hồ, nhưng mà khoảng cách để đó khoảng có 1.5 giây, 1.8 giây thôi. Nhưng mà lúc ban đầu quý vị niệm máy niệm một câu, quý vị niệm một câu là vừa. Nhưng mà đến khi quý vị niệm thuộc rồi thì máy niệm một câu quý vị có thể niệm 2 câu. Nó thuộc, niệm 2 câu. Một câu nó ngắn quá, ta dừng. Quý vị thử đi, rồi sau đó thuộc được thì như A-di-đà-phật thì mình niệm A-di-đà-phật. Nhưng mà sau máy niệm A-di-đà-phật thì A-di-đà-phật. Đó mà đối với mình tuệ đó, đối với mình tuệ thì cái bí quyết chỗ nào? Bí quyết là không có để kẻ hở. Có cái hở thì vọng niệm mới dậy lên, mà không có cái hở thì vọng niệm không lên. Đó đối với mình trời là bí quyết. Bí quyết của cái máy này là vậy đó. Chứ còn nếu mà quý vị lơ là đó, để cho nó vọng cái hở thì vọng niệm nó thở lên rồi thì không làm sao. Không thể sao. À, mình nói thì cái đó đối với mình, thật sự thật tình mà nói đối với mình là bí quyết là cái chỗ là không xen tạp. Không gián đoạn, không xen tạp. Bởi vì nếu không xen tạp đó là không gián đoạn. Mà cái câu không xen tạp, không gián đoạn mà quý vị thấy Pháp Sư Tịnh Không nói đó, không phải là của Pháp Sư Tịnh Không đâu. Mà cổ tổ thứ 12, Triệt Ngộ Đại Sư, Thiền Sư, Triệt Ngộ Đại Sư, Ngài là Thiền Sư đó, Ngài nói trong cuốn Hương Quê Cực Lạc, trang mấy tôi quên rồi, lưỡi đọc tôi nói rồi. Tại sao? Vì
nếu để sen tạp tức là nó gián đoạn, mà nó không, mình không sen tạp rồi giống như Phật, nhưng mà nó gián đoạn, nó hở là gián đoạn, mà gián đoạn là vọng niệm khởi lên, mà vọng niệm khởi lên á thì mình không đắc định, mà không đắc định thì không là tâm. Thì cái chỗ này nó càng giống như thiền. Thành ra trong lúc đó đó, trong lúc mà mình tu vậy đó thì nó không dùng dòng niệm, mà không có khởi lên á, mình dẹp cái dòng niệm á thì là tu chỉ của thiền, mình nghe rõ ràng cái tiếng là Phật của mình, mà tu quán của thiền thì tu động như vậy là chỉ quán xong tu của thiền. Do đó mình cuối cùng thật tình mà nói đó, 5 tiếng đồng hồ đó mình không có nói qua thiền, nhưng mà nói thiền như vậy đó là định được 5 tiếng đồng hồ. Mình định năm tiếng đồng hồ, mình không quan tâm, nhưng thật sự là mình định được 5 tiếng đồng hồ, 5 tiếng đồng hồ. Nhưng mà nếu cái gì mà tu thiền đó, mà mới thử tu thiền, tu đã 1 năm tu thiền rồi mà tu sợ tạc nổi đâu, 1 tiếng đồng hồ đạt không nổi, định tới 5 tiếng không đạt không nổi, dòng điểm nó khởi đi hoài rồi. Là vì sao mình để tâm không, tâm không tới dễ nổi ra đó. Còn giờ mình lấy cái câu về Phật, mình làm cái chỗ mình nương tựa đó. Bởi vì nhà Phật gọi là tâm vô nhị dụng, tâm không thấy làm lúc hai việc. Bây giờ mình nói đó, niệm Phật rồi vọng niệm có lên. Nhờ cái câu niệm Phật mà vọng niệm nó không lên được, nó không khởi được. Tâm niệm Phật liền nó không tâm được. Giờ gió không là mình dễ làm, dễ hơn tu thiền. Tu thiền mà để tâm không thì không để. Thật sự mà nó để tâm không được, nó chỉ 1 tiếng 5 phút cũng không được, không biết chữ cơ. Nhưng mà ngồi 5 phút rồi vọng niệm nó khởi lên. Như vậy hỏi rằng bây giờ đó mình ngồi mình niệm Phật, mình kinh hành, mình tinh tọa, mình lễ Phật thì cái nào tốt? Thì tôi trả lời tỉnh tọa niệm Phật là tốt nhất, hiệu quả cao nhất. Khi quý vị tỉnh tọa đó, nếu quý vị ngồi bán già, quý vị ngồi kiết già thì nói bán già thôi dễ thôi, là lúc đó mình ngồi như vậy đó, là cái tư thế đó nó trói cái thân mình, trói thân mình, để cho thân mình không có hoạt động, không có cử động, mà dùng theo nhà thiền như là dùng cái thân để điều cái tâm mình, để cái tâm mình đừng có động theo thân. Cái công dụng của ngồi bát giờ thiết giờ như vậy, mục đích là dùng cái thân để điều cái tâm. Mà mình tịnh độ thì nó khác đi. Tịnh độ là nếu mà vì lý do đó mà nếu quý vị ngồi bán già kiết già cũng được, nếu quý vị ngồi đâu cũng được hết. Mình dùng cái câu Phật hiệu của mình để mình định cái tâm của mình. Nhưng mà dù ngồi cách nào đi nữa đó, thì cái thân mình nó vẫn không động. Mặc dù mình ngồi tới ghế thì không có trói cái thân được. Tạm được yên cái thân thôi mà nó không trói, nó không có cột cái tập mình được, nhưng mà nó không có động. Còn nếu quý vị kinh hành đó, mà quý vị động cái thân mình nó động, mà cái tâm mình nó bị phân tâm nữa, bởi vì phân tâm mình đi, mình bước mình đi là cái tâm nó cái ý mình nó phân nó bước rồi, chứ mình không có ý mà sao bước mình đi được, thì cái ý mình bị phân tâm. Còn nếu mình ngồi tại chỗ, cái ý mình nó yên rồi, thì nó lại còn cái lễ Phật á cũng vậy. Khi mình lễ Phật cái thân mình nó động, mà thân động mình tâm mình nó động. Nhưng mà có cái nếu mà mình ngồi không á, càng nhiều càng tốt. Nhưng mà mình ngồi không nổi nữa thì chả lẽ mình bỏ, thì giờ mình lễ Phật để thay đổi cái vị thế cho nó mình khỏi bị tê bị dứt thôi, mình lễ Phật. Nhưng mà nếu đối với tình độ á thì mình nói là không xen tạp, không gián đoạn, thì làm sao dù lễ Phật đi nữa thì câu Phật hiệu mình phải chứng phải A vừa Phật liền tụng liền tụng. Mà khác á thì nếu mình lễ Phật thì nó nhà Phật dạy rõ ràng là lại Phật một lễ Phật một lại, tội diệt hàng xa, thấy không? Mình niệm Phật thì cũng diệt tội, mà lễ Phật thì cũng diệt tội, thì hai cái mình có lợi hơn. Nhất niệm Phật diệt tội, còn mình lại Phật cũng tội, cũng phải không? Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lại Phật một lễ Phật một lại, tội diệt hàng xa, thì mình lễ Phật là tội diệt rồi, diệt tội rồi, cũng tốt. Còn kinh hành á không có nói mình đi mấy bước được cái gì hết. Kinh hành không có nói.
không có nói đi mới bước được cái gì. Bởi vì quý thấy đó, quý vị thấy là ở đây mình lại cực chân đã với kim nạnh, mà kim nạnh ít cực cái nã càng cứ ngầu để phạt, mà ngầu đó nổi đó thì mình xây ra mình lấy phạt, lấy phạt mình ráng giữ công cho phạt cái liên tục. Mấy câu đây cũng có nữa: các hiện tượng khảo có phải là dấu hiệu của tiến trình thanh lọc chủng tử xấu không? Khác nào phải loại bỏ đủ đen xấu mới có chỗ để chứa đủ trắng để vật. Sự thật khảo đó nó nếu mà nói là cái tiến trình của thanh lọc của chủng tử xấu thì nó không phải là tiến trình thanh lọc đâu, nhưng mà những cái đó nó ngăn cái ca pha đảo là nó ngăn cản, nó không cho mình tu, chứ không hẳn là nó là giúp nó thành lọc, nó không phải thành lọc mà nó chỉ ngăn cản, mình rất là ngăn cản. Còn cái việc mà nó để loại bỏ độ đen xấu mới có chỗ để chứa độ trắng, không phải vậy. Trong tạng thức mình, cái tạng thức mình nó không hình không tướng, không cái tạng không hình tướng thì đâu có chỗ bao nhiêu cũng chứa mọi người hết, không phải bỏ độ đen đi mới có chỗ độ trắng. Cái tạng thức của nó không hình tướng mà, thì không phải là không sợ thiếu chỗ, không phải thiếu chỗ phải bỏ cái này để nghe, không phải vậy. Ví dụ cái lu mình thì mình phải đổ ra đậu đen ra để mình để đậu đậu trắng, còn cái tạng thức của nó vô hình tướng. Nhưng mà có cái đó là nó khảo, cái mục đích đó nó khảo làm cho mình gương mình không đi ngược lại. Cũng như nó ma đó nó ngăn cản mình, lòi qua Mỹ nó ngăn cản mình, không cho mình tu hành để nó quyết thuộc nó nhiều hơn vậy thôi. À, có cái câu này nó hơi trái ngược này trong này đó, thì nói là pháp chưa thì không, nói là pháp của tâm mới được giang sanh, nhưng mà tâm trưởng đại của người Phật á, của ngài Pháp Nhiên thì sẽ nói là không cần phải pháp của tâm, mà chỉ cần niệm Phật cho nhiều là được giang sanh. Cái pháp của tâm đó thì nếu nói theo kinh sách á, thì nhất là kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ thì mà tâm chỉ của kinh Vô Lượng Thọ là pháp Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Phải pháp Bồ Đề Tâm và nhất hướng chuyên niệm, có nghĩa là phải chuyên niệm một hướng đó, một cái việc không cần. Đó là kinh Vô Lượng Thọ nói như vậy. Nhưng mà các kinh khác á thì không có nói rằng bắt buộc phải pháp Bồ Đề Tâm. Nhưng cái đề phát đồ tâm nó khó lắm, nó khó, và nó có cái nghi thức của phát đồ tâm. Nhưng mà nếu nói theo ngài Ngũ Ích Đại Sư nói trong kinh A Di Đà Yếu Giải thì ngài nói rất dễ dàng. Bồ đề tâm là gì? Bồ đề tâm là thượng cầu hạ hóa, cái tâm nó trên nó cầu thành Phật, dưới quá độ chúng sanh. Đó là Bồ Đề Tâm. Mà cái tâm mình trên mình cầu thành Phật, dưới thì mình nguyện độ chúng sanh. Thành ra nếu quý vị niệm Phật mà quý vị niệm Phật cầu vãng sanh, thí dụ vậy, ví dụ niệm Phật cầu vãng sanh thì đó cho là cho sướng, thì không phải Bồ Đề Tâm rồi, mà là tiểu thừa rồi. Về niệm Phật để lên Phật cho sướng, ta lại cho sướng. Nhưng nếu quý vị nói là tôi cầu, tôi niệm Phật cầu vãng sanh để tôi cứu độ chúng sanh là Bồ Đề Tâm rồi, thượng cầu hạ quá, trên cầu thì Phật bảo, dưới đi quá độ chúng sanh, mình niệm Phật để được vãng sanh để về cứu độ chúng sanh là Bồ Đề Tâm rồi. Thì như vậy đương nhiên, mặc dù mình không nói ra tiếng tu phát Bồ Đề Tâm, nhưng mà chí nguyện của mình là chí nguyện Bồ Đề Tâm. Nói gì đó không? Chứ không phải làm cái nghi thức để phát Bồ Đề Tâm, không phải nói lên cái miệng phát Bồ Đề Tâm, mà cái chí nguyện của mình là đồ Bồ Đề Tâm rồi. Vì rõ tới đây không? Chí nguyện mình là cái gì? Ý nguyện mình, chí nguyện mình là thành Phật để làm gì? Độ chúng sanh. Mà thành Phật thượng cầu hạ quá, mà làm như vậy là chí nguyện đó là chí nguyện Bồ Đề Tâm, thì đương nhiên là mình phát Bồ Đề Tâm rồi. Chứ không phải ra cái nghi thức nào khác hết. Thành nếu mà giờ nếu vị nào mà niệm Phật mà cầu vãng sanh để độ chúng sanh là phát Đệ Tâm rồi, chứ không cần phải nghi thức gì hết á.
mà đây có vị nào mà muốn là tôi niệm Phật thành Phật để cho sướng không? Nó có lắm. À, mình ra người nào mà hồi hướng của mình là Pháp Bồ Đề Tâm đó. À đó, hồi hướng đó là Bồ Đề Tâm đó. Tứ Hoằng Thệ Nguyện đó là Bồ Đề Tâm đó. Tứ Hoằng Thệ Nguyện đó là mình Pháp Bồ Đề Tâm đó. Bồ Đề Tâm là tứ thần luôn mà mới đi động Tứ Hoằng Thệ Nguyện rồi. Còn đương nhiên Pháp là, chứ không cần phải cái nghi thức nào khác hết. Dĩ nhiên, có một số chùa làm cái nghi thức. Nhất là tu đọc cái chùa Minh Pháp á, chùa thầy Khánh Anh á, của thầy Hòa Thượng Minh Tâm đó. Và đáp với Thượng Tọa Nhất Chân Thiện Huệ, Thượng Nhất Chân Thiện Huệ giờ là Hòa Thượng hết rồi. Hòa Thượng Nhất Chân Thiện Huệ thì có cái nghi thức Pháp Bồ Đề Tâm đàng hoàng, làm lễ, làm nghi thức đàng hoàng. Nhưng mà ở Mỹ mình tôi chưa thấy. Còn đối, tùy theo cái quan niệm, thì quan đối với Pháp Nhiên Thượng Nhân đó, thì Ngài đặt nặng vấn đề tha lực, nghĩa là mình cứ niệm Phật đi, niệm Phật đi, niệm Phật đi, Phật tiếp dẫn ta đặt ở đây rồi. Thành ra như mà thật tình mà nói đó, thì quý vị thấy rồi, thì như mấy ông già bà cả đó, ông đâu có biết Bồ Đề Tâm là gì đâu, có phải không? Cứ niệm Phật đi, niệm Phật đi, niệm Phật nguyện thành Phật độ chúng sanh, rồi như đó là đủ Pháp Bồ Đề Tâm rồi. Hay đọc cái Tứ Hoằng Thệ Nguyện Pháp Bồ Đề Tâm rồi, nó cần nghi thức đâu anh gì đó. Bữa tao bây giờ quá giờ rồi, ngày ba chủ nhật còn giờ nữa, nếu mà quý vị có gì thắc mắc có gì mà tôi trả lời thì tiếp nữa, chứ còn nếu nói hoài thì quá giờ rồi. Cái gì còn gì nữa không? Nếu còn gì thì mai, còn nếu không có gì thôi. Cảm ơn quý vị. Ở giờ Phật mời quý Phật tử niệm Phật mời luôn. Nam mô.